Chào mừng các bạn đến với hành trình khám phá cách rà soát báo cáo tài chính 2023 đối với các công ty mới thành lập đang làm theo thông tư 200. Hãy chuẩn bị sổ sách kế toán của bạn và cùng chúng tôi bắt tay vào công việc rà soát cùng kế toán Việt Hưng. Làm hai hướng. Bây giờ mình mở loại cái sổ 35 ra làm đúng theo giao dịch liên kết đấy. Mà tính theo công thức em gửi chị ấy, thì tính theo EBIT3 đấy thì là bản thân doanh nghiệp mà lỗ, mà đã lỗ rồi ấy, thì cái 635 sẽ không được. Nó lỗ rồi thì là lấy đâu để mà nhân với 30% nữa, đúng không? Thì bản chất là lỗ, không được tính tính về giao dịch liên kết là không được cái gì rồi. Thế thì thật với chị là cái giao dịch liên kết đấy chưa chắc cơ quan thuế nào cũng nắm được, mà cán bộ thuế nào cũng hiểu để mà loại trừ đó. Nhiều khi cũng chẳng hiểu công thức EBIT3 là gì đâu đấy. Nên là có hai tình huống: một là chị cứ để yên cả toàn bộ 635 này và đấy xong rồi là thuế nó gạt lúc nào thì tính lúc đấy là bao nhiêu mình tính, chứ còn đúng ra đằng sẵn ra là công ty chị mà tính ra là công ty chị cái không được tính một tí nào luôn đấy, 635 cho năm nay đâu đấy. Và bây giờ em chia ra em đẩy 635 ấy một ít sang năm sau ấy, nghĩa là mình bới nó ra ấy nhá, mình bới nó ra thuế nó sẽ biết. Thế là tất nhiên em không bới nữa. Còn sau này chị cần họp về cái phần giao dịch liên kết thì em lại dạy sau. Em sẽ hướng dẫn cho chị những cái gì mà chị chưa biết sau ấy nhá. Bây giờ cứ đi xử lý cái báo cáo về hôm nọ chị đã giảm cái kho đi rồi đúng không? Chạy lại giá Chị thành như làm chạy lá rồi hết ạ. chạy rồi, nhưng mà cái chắc là chưa kết chuyển này lại lỗ rồi. Chưa được, bởi vì em đang thấy bên 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 sổ 42 đang có số dư. Chị đang thấy 632 cũng có số dư là sao nhỉ? Đấy là vì chị chưa kết chuyển đúng, chưa kết chuyển lại thôi. Còn kết chuyển lại nếu mà thấy có số dư thì chị phải xóa đi để chị kết chuyển lại nhé. Đấy, bây giờ 911 trên 421 của chị là lỗ 660 triệu này, nó cũng đỡ kinh hơn. Sau khi mà làm xong rồi thì chị có phải giải thích số liệu 6237 này là chưa kết chuyển hết vào giá thành hay sao mà lại À, chị vừa sửa chạy. từ 642 sang 6237. Thế Ok, là bạn phải kết chuyển lại đúng đính lại giá thành chị ạ. Tức là không? những cái tài khoản liên quan đến 621, 6267 thì phải chạy giá thành, bởi vì nó nằm trong kết chuyển giá thành chứ không phải kết chuyển lãi lỗ cuối kỳ nhá. Ok, rồi bây giờ chị chạy lại giá thành đi. Ok, xong này chị, bây giờ chị xem cái 154 đấy. Thôi được rồi, cũng xem qua chút thôi. Dư nợ của 154 bằng bao nhiêu nhá, chị nhớ nhá. Dư nợ của 154 bằng 11 tỷ này, 164 triệu này. Thì chị sẽ vào một cái báo cáo liên quan ấy là giá thành này, tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh này, đúng không? Cái này em vẫn nói nhiều rồi này. Chị xem cái kết quả của chị ấy làm có đúng hay không ấy. Đúng rồi nhá, tức là bây giờ chỉ còn hai công trình này dở dang thôi, đúng không? Chung quy lại là còn hai công trình này dở dang chị nhá. Nó có đúng với thực tế không? Thực ra là từ ngày xưa để lại, em sẽ xem cái mối quan hệ giữa dư nợ của tài khoản 154 này. Đấy, dư nợ của 154 là 11 tỷ, nó lại đang chưa được tương ứng ấy với dư có của tài khoản 131 đây này. Tức là chị em giải thích này, bên có của 131 tức là khách hàng tặng tiền vào, đúng không? Mà khách hàng đã tạm ứng tiền vào thì tất nhiên là khối lượng thi công mình phải thực hiện, đúng không? Như em đang thấy là chị bảo là dở dang này là theo dõi không đúng ấy, thực ra là hết rồi. Thì em cũng thấy rất là vô lý ở chỗ là đây, bây giờ đi đọc đọc báo cáo tài chính ấy thì cái 131 bên có này thì phải ở đây là 11 tỷ mà tương ứng với 20 tỷ nó hơi ít, nghĩa là ở đây ít nhất phải là 18 tỷ, có nghĩa là Thì là bao nhiêu phần trăm? khoảng tầm 80% nhá, 70-80%. Còn cái này thì thật ra vẫn được thôi, nhưng mà nó vẫn hơi nhỏ so với cái giá trị mà tiền của chị nhận được về. Cái một bên có của 131 của bên chị nó khá là lớn. Nói chung là công ty này nhìn báo cáo tài chính khá là rủi ro, em nói thật. Rủi ro trong khi đó cái tiền công nợ phải thu ấy thì không thu được nhá. Đấy, lại còn đi vay rất là nhiều, đúng không? Đây, 341 thì đi vay rất là nhiều, công nợ phải thu thì lại em thấy đang treo rất nhiều đây. Thế không hiểu thế nào. Tiền mặt thì cũng rất rất là nhiều. Dở dang, công nợ phải trả ấy. Nói chung là phải thu với phải trả này vào với nhau, phải thu cũng nhiều phải trả cũng nhiều, thì ở đây 36 mà trừ đi 28 thì còn 8 tỷ công nợ, mà cộng với 26 tỷ tiền mặt, 26 cộng 8 là 34 tỷ, mà đi vay tận 44 tỷ. Nói chung là nhìn cái danh báo cáo này thì đã đang đây là số liệu trên thuế thôi, em chưa mình chưa đánh giá được cái gì ấy, nhưng mà nói chung là đấy, đó là khá là rủi ro. Nhìn đưa cái báo cáo này đi đấu thầu hay là đi vay vốn ngân hàng ấy thì không đẹp. Nó còn báo cáo thuế thì mình cứ làm thôi,